Hôm nay em có về ít hàng cáo rừng đẹp lá ngắn để cung cấp cho các bác về trồng đây. Hàng đẹp, hàng dề này, một dề dề này con xem là có vào mấy thân? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ui, 11 ngọn luôn. Một dề lá ngắn đẹp này. Còn lá ngắn đẹp này, hàng lá xếp đây, cũng một dề này, dề này có ba mẹ một con này. Đây hàng rừng mà đang ra bắn dễ ác lắm, mùa này ghép dễ thì mùa này rất thích hợp để ghép cáo nha. Đẹp đẹp mà rất tươi, hàng mới về mà. Lá ngắn lá dài cũng có ít thôi. Cái này cũng một dề luôn này, có cả hàng dề hàng rời nhá. Rối hết. Bấy nhiều.